Đang đi mua sắm thì gặp bạn trai. Giờ này không phải anh ấy đang đi làm sao? Ở chỗ này làm gì? Còn cô gái kia là ai? Lâu rồi mình không thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Mình sẽ gọi điện cho anh ấy xem chuyện gì. Bỏ anh gọi. Bây giờ sao rồi? Anh ấy đang làm gì đây? Thao tác này cũng thuần thục quá rồi đó. Anh làm gì vậy? Anh đang ngủ. Không phải hôm nay anh tăng ca sao? Nhưng mà anh mệt quá nên không tăng ca được rồi. Anh mệt như thế nào vậy? Anh mệt trong người ấy. Em đang làm gì đó? Em đang xem một vở kịch. Vở kịch gì em? Thôi anh đang có việc bận, có gì anh gọi lại sau nhá. Anh đang nói chuyện. Em đang xem một vở kịch.